Ngủ à? Anh Triệu, hôm nay người ta mệt lắm, hay là anh lái xe đi? Nhìn tay anh đi. Sao vậy? Sao run vậy? Liên tục mấy ca phẫu thuật, cầm dao lên mỏi đó. Hôm nay em lái xe đi. Được rồi, nếu anh đã nói thế thì em sẽ ban ân huệ này để em lái xe. Nhưng mà người ta cần cổ vũ. Được rồi, hôm nay em ở bên anh, từ chối hết các cuộc hẹn với khách hàng. Đợi em chút. Lâm tổng, hôm nay tôi không khỏe. Tôi vừa đo nhiệt độ thì hơi sốt. Gần đây cảm cúm hoành hành, tôi bất hạnh bị lây, hay là thế này đi, cuộc hẹn hôm nay của chúng ta dời lại thì hơn. Tôi không muốn lây bệnh cho anh đâu. Tạm biệt. Xong xuôi. Anh đói chưa? Anh đói đến nỗi da bụng dính da lưng luôn rồi. Hay là chúng ta đi ăn món cái gì dung mì dung đũa. Đúng thế. Thế nào? Ăn thôi. Ăn thì ăn, ai sợ ai chứ. Đi. Mì của quý khách mời dùng. Mì đến rồi. Hai vị mời dùng thông thả. Cảm ơn, không cần khách sáo. Anh nhìn mì này đi, vừa tròn vừa thô. Có giống mì udon không? Nhưng mà điều khác biệt giữa hai tụi nó là mì này hai đầu nhọn. Lúc bé trong bụng anh có từng mọc dung đũa không? Cái này có giống dung đũa không? Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Anh nhìn đây. Thấy ghê chưa? Không dám ăn có đúng không? Thơm quá, ngon quá. Anh xem, đều là mì dung đũa, nhưng mà hương vị mỗi tô đều có khác biệt. Có phải rất thú vị không? Hứng thú của em biến thái thế à? Em thích chơi như thế. Mỗi lần em đưa bạn em đến, chỉ cần nói với họ cái này giống dung đũa, thì ở trong đầu họ liền hiện khung cảnh đó, chẳng ai không sợ cả. Nhưng em đã miễn dịch rồi. Rất thơm, rất ngon. Thơm quá. Em thấy đầu bếp nhào mì không? Thấy thì sao? Trong mì chúng ta ăn đều có các tế bào rơi ra từ tai họ. Đó cũng là lý do mà mỗi tô mì mà do đầu bếp khác nhau nấu thì sẽ có hương vị khác nhau, vì gen của tế bào của mỗi người đều độc nhất vô nhị. Da tay đều dính vào trong, cho nên đã giải thích một cách hợp lý cho lý do mà mì do đầu bếp khác nhau nấu sẽ khác nhau như vậy. Vậy em đoán xem, tô mì của em ăn là do da tay của đầu bếp nhào mì này, hay là da tay của đầu bếp nặng mì kia? Tế bào biểu bì. Ngon quá. Thơm ghê. Ngon thì anh ăn nhiều đi. Anh thích ăn nhất đó. Được, được. Chị Phan, chị giúp tôi hẹn đi 9 giờ rưỡi sáng mai. Anh Dương có rảnh không? Tôi muốn bàn hợp đồng. Anh ấy đang ở Thượng Hải. Tôi đang muốn bàn với anh ấy về hợp đồng tương lai. Tuần sau tôi đi công tác, nếu không làm cho xong hợp đồng thì ai cũng không thanh toán. Chị giúp tôi hẹn đi.
Để tôi gọi cho anh ấy. Làm phiền chị, chị là dễ làm việc nhất mà. Xem không gọi trực tiếp. Chiêu trò kinh doanh anh không hiểu, em sẽ nói với anh sau. Nếu mà em gọi thẳng cho anh Vương thì chưa chắc ngày mai sẽ hẹn được. Nhưng nếu tìm chị Phàn, muốn hẹn mấy giờ đều được, chẳng lệch phút nào. Nếu không, chị Phàn sẽ lo em hiểu lầm rằng chị ấy sai khiến bạn trai. Thế thì chị ấy sẽ mất mặt ở điểm này. Em đó luôn giở trò, chưa từng bị vượt mặt. Tế bào biểu bì đó của anh không thể sánh bằng em được. Xấu xa. Anh mới xấu xa đó. Nhìn thì như là con người. Và sao cứ đợi đến khi em đang ăn ngon lành nhất thì nói chuyện gia tài gì đó. Khi em đang thấy tởm thì anh còn ở cạnh vui vẻ để thưởng thức nữa. Người cái kiểu gì vậy? Câu kết làm việc xấu cùng một vụ rắn chuột một ổ. Tối nay em phải học ba cụm từ đó, có nghĩa là chỉ hai chúng ta đó. Được rồi, mau đi tắm đi. Thấy anh mệt mỏi như thế, ngày mai em sẽ nấu cho anh một nồi thịt đường tăng. Hôm nay sẽ tha cho anh. Bế anh có được không vậy? Nặng chết đi được. Mặt đồng hồ anh sức một chỗ rồi. Nào. Xoay tay đi. Anh tự rửa được mà. Em sẽ xoa rửa sạch hết tế bào chết bẩn của anh đi. Làm bác sĩ phải trải qua những sự căng thẳng cao độ cùng với bao nhiêu vướng mắc trong lòng. Khúc Tiểu Tiêu chưa chắc đã trải nghiệm được. Nhưng mỗi lần bác sĩ Triệu ở bên Khúc Tiêu Tiêu giống như là đi vào một thế giới mới. Công việc ở bên đó, cuộc sống ở bên này, nghiêm túc ở bên đó, tùy hứng ở bên này. Bác sĩ Triệu cảm thấy chỉ có như thế thì con người mới sống được, cuộc đời mới có thể hoàn chỉnh được. Em tốt thật. Một lúc rửa được cả tay của hai người. Em cũng rửa đi. Được rồi, bật nước tắm đi. Được rồi. Vậy không có vấn đề gì nữa, hôm nay đến đây thôi. Cuối tuần này mọi người nghỉ ngơi đi, không cần tăng ca đâu. Tốt quá, bận hơn tháng rồi cuối cùng cũng được nghỉ mấy ngày, đúng thế. Đừng thư giãn quá, áp lực sau này sẽ còn lớn hơn đấy. Alo, alo, con tan làm chưa? Nếu có thời gian thì đến làm thủ tục tiếp nhận đi. Ở đâu? Ở biệt thự con được thừa kế. Bởi vì đồ đều ở đấy cả. Còn không có thời gian, tôi vừa tan làm, tôi có thể qua đó, được. Cô phải theo dõi tiến độ sản xuất bên Vương Tổng. Còn nữa, quy hoạch lại quy trình làm việc. Và sau đó 3 ngày thì gửi thư với bên GL một lần báo cáo tiến độ công việc. Chuyện gì? Khúc Tổng chuyển phát nhanh của cô, của tôi à? Tôi đâu có mua gì. Tôi cũng không biết nữa, nặng lắm. Để đây đi, được. Mỗi 7 ngày thì gọi điện họp để họ yên tâm, mà cũng thể hiện thành ý của chúng ta. Được rồi, không còn gì thì tôi xin phép. Được. Gì đây? Nặng thế. Đều là gửi mình sao? Khoa trương quá rồi.
Đường trưởng lão, em nhận được sách rồi. Đầy một thùng to luôn, đều là anh tặng à? Đúng thế, không phải là em muốn thi thạc sĩ MBA sao? Đương nhiên anh có nghĩa vụ phải giám sát em rồi. Trên lệch chiều cao quá. Cố lên. Khi nào em học được hết dòng sách cao hơn em đó thì có thể cũng có chút văn hóa rồi. Cút đi, phát rồ. Rõ. Tiêu rồi. Quánh quánh, mau giúp tôi với. Mệt chết đi được. Mệt quá đi, đây là cái gì đây? Sách đấy. Trớ trêu lắm có phải không? Khúc Tiểu Tiêu tôi, cả đời này chưa từng đọc nhiều sách như vậy. Cô bị bệnh nào mua nhiều sách thế làm gì? Không phải là tôi mua, là bác sĩ Triệu nhà của chúng ta mua cho tôi đấy. Anh ấy thấy tôi muốn học thạc sĩ, hận một nỗi không thể mang cả tiệm sách đến chuyển cho tôi. Người như cô, gần kề với ôm chân Phật, giả vờ là người có văn hóa, không xứng với anh ấy một chút nào cả. Đi thôi, người ta cũng thích tôi lắm. Cô kỳ thật đấy. Rõ ràng anh ấy chê cô rồi mà vẫn quay lại tìm cô. Cô đã dùng chiêu gì vậy? Muốn quay lại với ứng cần à? Từ bỏ đi. Nói thật cho cô biết, người đàn ông như thế không đáng tin. Cô cặp với mấy người đàn ông như thế thì chi bằng bán mấy ly cà phê thì tốt hơn. Được rồi, xong rồi. Cảm ơn nha, bye bye. Quanh quanh, sao chị lại đứng đây? Quang Quang à, có phải chị khiến cho mọi người đều không thích không? Sao vậy? Là cái kiểu Tiểu Khúc nữa sao? Chị không phải là không biết cách của cô ấy mà. Nào, vào trong thôi. Quang Quang, Quang Quang. Em nói xem, Tiểu Khúc hung hăng như vậy cũng không học hành gì, tại sao có thể tìm được người như bác sĩ Triệu? Chị chẳng qua là chỉ bị lừa một lần, mắc bẫy một lần thôi. Tại sao Tiểu Ứng Cần của chị lại không cần chị nữa? Quang Quang, đến rồi gà, vào nhà đi. Những tài sản này đều là do ông ngoại con để lại, rất có giá. Đây là danh sách. Bố đã soát hết cho con rồi, con có thể đối chiếu. Không cần đâu. Nếu ông đã muốn giấu thì những thứ này cũng không có xuất hiện trước mặt tôi. Ông đưa hết chìa khóa cho tôi là được. Được rồi. Chìa khóa đây. Trong túi này là toàn bộ giấy tờ thủ tục chuyển chỗ ở đã làm xong. Những thứ khác bố sẽ lần lượt gửi cho con. Bố kiến nghị con nên cho hết những thứ này vào két bảo hiểm trong ngân hàng. Những đồ vật lớn thì con tìm một nơi lưu giữ cho cẩn thận. Được rồi, để bố giới thiệu với con. Bắt đầu từ nó nhé. Đây là tỳ khu bằng ngọc xanh. Con không biết về nó cũng bình thường, vì con từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài. Tỳ khu là thần thú thượng cổ trong truyền thuyết.
Tỳ hưu có rất nhiều kiểu tạo hình. Bố đoán là ở trong một thời gian dài con cũng rất khó tìm được một tỳ hưu có thể kiểu dáng như thế này. Cả chiếc tẩu như ý này đều là hàng thượng hạng. Đây là lục nhãn thiên châu chính hiệu đấy. Vốn dĩ bố cũng không hiểu rõ về mấy thứ này. Ông ngoại con từ nhỏ sinh ra trong một gia đình phú quý. Ông con hiểu là ông con đã dạy cho bố biết. Với cả, cái này là lò Đại Minh Tuyên Đức, lớp vật chất tích tụ ở trên này là quan trạch tự nhiên. Nói lên không cần nói với tôi những điều này, tôi không muốn nghe. Ông còn chuyện gì nữa không? Vợ bố bị bắt rồi. Bà ấy sẽ không quấy rầy con nữa đâu. Bà ấy ngốc lắm. Cùng với mấy người họ hàng mưu mô của bà ta, muốn môi tiền, một lòng muốn hốt lời của quốc gia. Bố đã sớm cảnh cáo bà ấy, đừng có làm ra những chuyện như thế này. Làm những chuyện này sớm muộn gì cũng gặp chuyện. Bà ấy không nghe, giấu bố lẳng lặng đi làm. Hết sức tự tin ngông cuồng. Bà ấy còn không biết mình sắp gặp chuyện. Nhưng ngay từ đầu bố đã có dự cảm. Đằng nào cũng ly hôn rồi, không bị bà ta làm liên lụy. Bà ta cũng muốn chiếm số tài sản của ông ngoại con. Nếu thật sự chia cho bà ta một nửa, e là bây giờ cũng đã bị tịch thu rồi. Việc nhà của ông tôi không muốn bình luận. Bố lạnh nhạt lắm sao? Sau này con sẽ hiểu ra thôi. Con người ai cũng ích kỷ, không hiển hiện ra, chỉ là chưa tới lúc. Bố nói thật chứ con, cũng là vì không muốn con có bất cứ ảo tưởng gì với thế giới này. Con hãy nhớ, trừ bản thân con, bất cứ ai trên thế giới này đều không đáng tin. Không cần phải dùng kinh nghiệm của ông để vạch định cho cuộc đời tôi. Được rồi, những đồ vật này con cũng đều xem hết một lượt rồi. Nếu như không có vấn đề gì, nào, ký tên vào xác nhận. Được rồi, bàn giao xong hết rồi. Bố đi trước đây. Với lại, bố đã điều tra qua về nhà họ Bao. Tình hình tài sản của nhà họ không vấn đề gì, phát triển cũng rất ổn định. Có điều là bố nghe nói đôi vợ chồng nhà đó hết sức là tinh ranh. Bố cục không lớn, bố sợ con chịu thiệt. Con trai nhà Bao gia có thể cưa được con, chính là phúc của họ. Trong lòng con phải có sức mạnh. Không liên quan đến ông. Tạm biệt. Thank you.
Vậy xem ra cuộc gặp hôm qua khá thuận lợi. Khá thuận lợi. Hơn nữa Ngụy Quốc Cường nói với em vợ trước của ông ấy bị bắt rồi. Ông ấy nói là đã sớm lường trước được, nhưng khuyên bà ấy mà bà ấy lại không nghe. Ý em là Ngụy Quốc Cường đòi ly hôn là để cắt đứt quan hệ với vợ cũ của ông ấy. Hơn nữa rất có khả năng để không bị liên lụy, ông ấy lựa chọn ra đi trắng tay, giao tài sản ông Hà cho em. Nếu không, ít nhất một nửa sẽ bị xung làm công quỹ. Với tính cách ông ấy, em không thể có được tài sản thuận lợi như vậy. Nhưng chuyện này em vẫn cần cẩn thận hơn. Nếu vợ cũ Ngụy Quốc Cường có vấn đề, vậy cho dù ly hôn rồi, ông ta rất khó phủi sạch được quan hệ. Vì vậy phải rất cẩn thận, đừng để bị cuốn vào. Em biết Ngụy Quốc Cường là người từng trải. Ông ấy còn điều tra Bao Dịch Phạm. Bà Bao điều tra em, ông ấy điều tra Bao Dịch Phạm. Hai người này đúng là rất rảnh. Nhưng như vậy thì là càng cân bằng rồi. Cũng coi như là em được xả hận rồi. Nhưng em thật sự không thích như vậy. Yêu là yêu, hôn nhân là hôn nhân. Em vừa mới tiếp nhận Bao Tử, mẹ anh ấy đã xen vào đủ mọi chuyện. Bây giờ em còn chưa kết hôn với anh ấy. Nếu như kết hôn rồi gặp phải bà mẹ chồng như vậy, tôi sẽ mệt chết mất. Vì vậy em định mặc kệ Bao Dịch Phàm như vậy. Vốn cũng không đến nước đó. Tình trạng của em không hợp để kết hôn. Bây giờ Bao Dịch Phàm vẫn chưa biết gì cả. Nếu như có ngày anh ấy biết, cũng không biết phản ứng thế nào. Em đi, ở tầng dưới có bà Bao đang đợi chị. Làm sao đây? Đừng làm trái lòng mình. Nghĩ gì thì nói nấy. Lão Triệu, anh đi đâu mà tìm ra nhiều trò chơi điền từ quá vậy? Em muốn chết luôn rồi. Làm được bao nhiêu rồi? Cái gì mà bao nhiêu? Em chẳng làm được cái nào hết. Có cần chơi trò chơi không? Lại là chơi đoán từ mới à? Không cần. Lão Triệu, anh nói em biết đi. Anh tìm ra mấy cái này. Học tiếng Anh này từ đâu ra vậy? Có phải là anh cố tình chơi em không? Chơi em? Anh có đâu dám. Không phải ai đó nói là muốn học hành tử tế sao? Anh giúp đỡ hết sức thôi. Thậm chí không tiếc công bỏ sắc đẹp ra để ở bên cổ vũ em như vậy vẫn chưa đủ thành ý sao? Thật sao? Đương nhiên. Hiếm khi thấy em chăm chỉ như vậy, anh đương nhiên là phải hết sức giúp em rồi. Hay là xem sách khác nhé. Nghỉ ngơi nhé. Anh không phải là không biết, từ nhỏ đến lớn em đều đã ngu dốt, không có khả năng. Nếu không phải vì tiền thì một trang em cũng không muốn xem. Thật là chả hiểu gì cả. Sách này không có mặt mũi gì. Có gì hay mà xem chứ? Sao anh lại thích xem như thế? Nhưng nói thật, sách này của anh hay thật đấy. Sách gì vậy? Không cốc u lan. Nói về gì vậy? Là nói về trồng hoa sao? Sách này là của một nhà Hán học người Mỹ tìm lại các ghi chép của ẩn sĩ ở Trung Quốc. Trong sách này nói về văn hóa của ẩn sĩ Trung Quốc, đưa ra những bình luận cá nhân để cho ngày càng có nhiều người nước ngoài bắt đầu học tập và nghiên cứu văn hóa Trung Quốc. Như vậy một bác sĩ như anh đọc nó để làm gì? Kiến thức hạn hẹp. Đợi khi nào em có thể không vì mục đích nào mà đọc sách thì không còn xa với văn hóa đó nữa đâu. Không phải chỉ xem nhiều hơn vài quyển sách thôi sao? Lại bắt đầu khinh người rồi. Cẩn thận, ủ âm bạch cốt cảo của em.